xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoằng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni. Con Phật tử Nguyên Tiên kính chào quý khán thính giả của đài IBC TV trên băng tần 14.7 và 18.12. Trong chương trình Sống Đời Sống Phật ngày hôm nay, chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện chủ Chùa Điều Ngự và Chùa Diệu Pháp sẽ giảng về Kinh Viên Giác. Kính mời quý vị lắng lòng theo dõi chương trình. Dạ, thưa Hòa Thượng, con kính chào Hòa Thượng. Dạ, A Di Đà Phật xin kính chào cô Nguyên Tiên và kính chào chư tôn đức giáo phẩm tăng ni cũng như quý khán thính giả của đài truyền hình IPC. Dạ. Dạ, thưa Bạch Hòa Thượng, hiện nay chùa Điều Ngự và chùa Diệu Pháp đang trì tụng bộ kinh gì Hòa Thượng? Dạ, A Di Đà Phật cảm ơn cô Nguyên Tiên. Thì thưa quý vị, tại chùa Điều Ngự hiện nay đại chúng đang trì tụng bộ kinh Đại Bảo Tích, và ở tại chùa Diệu Pháp thì đại chúng đang trì tụng kinh Viên Giác sau khi đã trì tụng kinh Kim Cang, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và những cái bộ kinh lớn khác như là bốn bộ A, tức là tứ A hàm, kinh Kim Quang Minh, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Cú v.v. Nói chung là ở tại chùa Diệu Pháp, vì thời gian mà chùa được hình thành cho đến nay là trên 3 thập niên, và trong suốt nhiều năm một cách liên tục, thậm chí có những bộ kinh đại chúng đã được trì tụng lần thứ hai. Cứ lấy một cái thí dụ như là bộ kinh Đại Bảo Tích, chùa Diệu Pháp đã trì tụng hai lần. Còn ở chùa Điều Ngự hiện nay thì đại chúng đang trì tụng kinh Đại Bảo Tích vào mỗi tối thứ ba. Và riêng tối thứ năm, tuần nào cũng vậy, thì đại chúng vân tập về đạo tràng để thọ trì bộ kinh Pháp Hoa. Dạ. Đó là hai cái đạo tràng đang thọ trì những cái bộ kinh lớn hiện nay. Dạ, dạ thưa con cảm ơn Hòa Thượng. Dạ, bạch Hòa Thượng, vì sao gọi là kính Hòa Thượng? Và kính là có ý nghĩa và thành phần như thế nào Hòa Thượng? Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Nói về cái ý nghĩa của kinh thì có thể nói rất là nhiều, nhưng mà ở đây chúng tôi có thể nói tắt là kinh là do những cái chân lý, hay là nói một cách khác, những cái giáo pháp mà Đức Phật đã khai thị. Tất cả những gì mà Đức Phật giảng dạy và được ghi lại trong ba tạng gọi là kinh, luật và luận. Thì kinh là những lời dạy của Đức Phật. Khi mà nói về cái chữ kinh thì nó là một cái gì mà nó mang một cái ý nghĩa nhiều hơn. Nhưng mà chúng tôi nói tắt như vậy để chúng ta có thể dễ nhớ. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng hoan hỷ cho chúng con được biết là kinh Đại Bảo Tích bao gồm những cuốn nào và có bao nhiêu phẩm mà Hòa Thượng? Dạ, Di Đà Phật cảm ơn cô. Thưa quý vị, bộ kinh Đại Bảo Tích gồm có 9 cuốn. Mỗi cuốn dày như là cuốn kinh Pháp Hoa. Và trong 9 cuốn đó thì có tất cả là 62 pháp hội. 62 pháp hội. Và cái pháp hội đầu tiên đó là pháp hội Tam Tụ Luật Nghi, nói về giới luật. Trong đó có
ba nhóm tam tụ. Thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, thứ hai là nhiếp thiền pháp giới, và thứ ba là du ích hữu tình giới. Khi mà nói nhiếp luật nghi giới, đó là nói đến cái việc hành trì giới luật một cách nghiêm túc. Nhưng mà không phải do chúng ta hành trì giới luật một cách nghiêm túc mà chúng ta có thể tự cho mình rằng là một người mô phạm, một người đạo hạnh, một người phạm hạnh. Lý do tại sao? Bởi vì dù hành trì giới luật nghiêm túc như thế nào thì nó chỉ là một phần của ba nhóm, tức là tam tụ tình giới. Cho nên những ai đang phụng hành giới luật một cách tinh chuyên thì cũng đừng vì vậy mà tự mãn, có thể sanh những cái tâm cống cao, ngã mạn. Bởi vì như chúng tôi đã thưa, đó chỉ là một phần thôi. Do vậy mà ngoài cái việc chấp trì tất cả những cái giới luật mà Đức Phật đã khai thị, tùy theo, nếu chúng ta là những người Phật tử tại gia thì chúng ta chỉ thọ trì năm giới, hoặc giả là tám giới khi mà chúng ta về với đạo tràng để phát tâm thọ trì bát quan trai giới. Chúng ta cũng có thể phát tâm thọ giới Bồ Tát gồm có 48 giới khinh và 10 giới trọng. Và những cái dịp Bồ Tát thì chúng ta phải đến để cùng với các giới tử đã thọ Bồ Tát giới để tụng đọc lại những cái giới mà chúng ta đã phát tâm thọ trì. Riêng ở cái hàng xuất gia tùy theo, ví dụ như Sa Di và Sa Di Ni cùng thọ 10 giới như nhau. Nhưng mà ở Thức Somana thì phải thọ 6 hợp pháp, rồi Tỳ Kheo Tăng thì phải thọ 250 giới. Nếu vị Tỳ Kheo đó đang tu tập theo cái truyền thống của Đại Thừa, tức là Bát Tông. Nhưng mà đối với Chư Tăng ở Nam Tông, tức là Nguyên Thủy, thì cái số lượng giới ít hơn. Và Tỳ Kheo Ni thì thọ nhiều hơn. Đó là à, 348 giới, nhiều hơn. Và cái giới mà khi nãy chúng tôi đã trình bày được gọi là thông giới, đó là giới Bồ Tát. Dù Phật tử tại gia hay là xuất gia cũng thọ trì cái số giới giống nhau, đó là 48 giới khinh và 10 giới trọng. Thì chúng ta thọ trì nghiêm minh như thế nào đi nữa thì chỉ có một trong ba nhóm thôi. Cho nên chúng ta còn phải phát tâm thọ trì thiền, đó là nhiếp thiền pháp giới, tất cả những cái điều thiện chúng ta còn phải thực thi một cách trọn vẹn, một cách trọn vẹn. Nhưng mà vẫn chưa đủ, nếu mà chúng ta chỉ thọ trì những cái giới luật, phát tâm thực hiện những cái việc thiện, và chúng ta phải đi xa hơn nữa, đó là nhiều ít hữu tình giới. Tại sao nói là thọ trì những cái giới cấm mà còn thêm cái điều thiện? Cứ lấy một cái thí dụ để mình có thể dễ hiểu hơn. Ví dụ như bây giờ cô Nguyên Tiên đã phát tâm thọ trì năm giới, trong đó cái giới đầu tiên là giới không được sát hại chúng sinh. Thì cô không có sát hại chúng sinh, cô không có đi câu cá, không có đi săn bắn, hay giả là mua những con vật sống như là con vịt hay là con gà về cắt cổ làm tiết canh ha? Dạ, không. Không, ý nói là ví dụ vậy. Không thực hiện rồi. Đó là giữ giới. Nhưng mà chỉ trên cái mặt được tạm gọi là tiêu cực, chứ chưa phải là tích cực.
Tích cực là ngoài cái việc mà cô không có sát sanh, không có hại vật, cô cần phải phóng sanh. Cô thấy những người khác, các cổ gà hay giả là săn bắn đời họ, mình phải khuyên hay giả là mình làm sao để chặn đứng những cái sát nghiệp đó, để thể hiện cái lòng từ bi của mình. Cho nên ngoài cái việc nhiếp luật nghi giáo thì phải nhiếp thiền pháp giáo, nhưng mà cũng chưa đủ, phải nhiếp ít hữu tình, tức là phải làm sao để tất cả chúng sinh hữu tình có được cái sự ích lợi lâu dài. Chứ không phải là chỉ mình nghĩ đến mình chỉ làm sao để thân tâm của mình trong sạch thanh tịnh, hay nghĩa là thực hiện những cái điều thiện để mang lại cái công đức cho chính mình, mà còn phải làm sao để giúp đỡ mọi người giữ giới, làm những cái điều lành và cùng cứu độ chúng sinh, như là chính bản thân của chúng ta đang làm. Đó là cái điều đó rất là quan trọng, và cái việc này đã được giải thích rất là rõ, được Đức Phật khai thị rất rõ trong cái pháp hội đầu tiên, đó là tam tụ luật nghi ở trong bộ Đại Bảo Tích. Và cái pháp hội cuối cùng đó là pháp hội thứ 62. Thưa quý vị, trong pháp hội 62, Đức Phật đã nói về cái phương pháp quán vô lượng thọ Phật. Quán vô lượng thọ Phật, đây là một cuốn kinh mà Tịnh Độ Tông đã y cứ để hình thành cái tông của mình. Một trong ba cuốn kinh căn bản đó là kinh A Di Đà, cũng gọi là tiểu A Di Đà kinh. Cuốn kinh khác là kinh Vô Lượng Thọ Phật, và cuốn kinh mà khi nãy chúng tôi đã đề cập, nó nằm ở trong cái pháp hội cuối cùng của bộ Đại Bảo Tích, đó là pháp hội thứ 62. Nói một cách tóm tắt thì bộ kinh Đại Bảo Tích gồm có 9 cuốn rất là dày, và trong 9 cuốn đó chứa đựng 62 pháp hội. Thưa con cảm ơn Hòa Thượng. Trong 62 pháp hội đó thì pháp hội nào hay là gọi, con gọi là phẩm nào thì thầy thấy là nó quan trọng và nó phù hợp với hàng Phật tử tại gia chúng con để tu theo những lời Phật dạy, theo như vậy? Phật, cảm ơn cô Nguyên Tiên. Thì thực ra thì phẩm nào hay là pháp hội nào cũng rất rất là quan trọng. Nếu mà không quan trọng thì chắc chắn là Đức Phật đã không khai thị tất cả những lời dạy của Đức Phật, không dư, không thiếu. Và nó có thể đáp ứng được cái khát vọng sâu thẳm nhất của con người nói riêng, cũng như là cho tất cả chúng sinh nói chung. Tuy nhiên nó cũng tùy vào cái căn cơ trình độ. Nếu mà nói theo cái thuật ngữ Phật giáo là căn cơ, tùy theo cái nhu cầu của mỗi người mà chúng ta có thể chọn một cái pháp hội nào đó nó phù hợp với cái hoàn cảnh sống, với cái trình độ, với cái khả năng để mà chúng ta có thể ứng dụng vào đời sống thực tế hàng ngày của mình. Thì cứ lấy một cái thí dụ đi. Nếu mà chúng ta muốn được sanh về cảnh giới cực lạc, đó là của tịnh độ do Đức Phật A Di Đà kiến lập, thì chúng ta có thể thực hành cái pháp hội cuối cùng, đó là quán vô lượng thọ Phật. Đây là một cái cuốn kinh ghi lại những lời thuyết giảng của Đức Phật cho Hoàng hậu Vi Đề Hy. Lúc bây giờ Hoàng hậu Vi Đề Hy đang lâm vào một cái hoàn cảnh rất là bi đát. Chồng của bà là vua Tần Bà Sa La bị chính người con ruột là thái tử A Xà Thế nhốt trong một cái ngục, bây giờ gọi là nhà tù. Cấm tất cả những cái thực phẩm để có thể duy trì sự sống, và khổ đau lắm. Bà tìm cách để mà mang thực phẩm vào giúp cho chồng duy trì cái sự sống, nhưng mà cũng bị ngăn cấm và bị giam lỏng. Bà đã thỉnh cầu Đức Phật, hướng vọng về Đức Phật để thỉnh cầu Đức Phật cùng với Tôn giả A Nan và Tôn giả Mục Kiền Liên đã hiện đến và
nhờ cái thần lực của Đức Phật mà bà có thể thấy cả mười phương vô lượng vô số của tịnh độ của chư Phật, của nào cũng an lạc, cũng thanh tịnh, không có khổ đau. Nhưng mà cái nguyện vọng của bà là muốn được sinh về cảnh giới tịnh độ, cho nên cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên Đức Phật đã khai thị muốn sanh về cảnh giới cực lạc thì cần phải nhất tâm niệm Phật và thực hành ba cái điều mà gọi là tam phúc. Và thứ nhất là phải hiếu thảo với cha mẹ. Đó, phải hiếu thảo với cha mẹ, phải phụng sự sư trưởng. Đó, phải phát tâm từ bi, không sát hại chúng sinh. Đó, và phải tinh sâu nhân quả. Đó, tinh sâu nhân quả nè, phải thực hành 10 điều thiện nè. Phải quy y tam bảo, phạm đầy đủ tâm, các giới, không có phạm các cái oai nghi, phải phát bồ đề tâm, tinh sâu nhân quả, phải đọc tụng kinh điển, học hỏi và khuyến khích người khác thực hành những lời dạy của Đức Phật. Nếu mà thực hành ba cái việc phúc đó cộng với nhất tâm niệm Phật thì chắc chắn là sẽ được sanh về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, có phải không? Mà nhưng mà nếu mà tinh sâu nhân quả thì cô thấy cái quan niệm của những người thời đại nghĩ như thế nào về vấn đề nhân quả, cô thấy làm sao? Như bản thân của cô là một cái thí dụ điển hình đi. Thưa hòa thượng thì nhân quả là hoàn toàn đúng. Có một số người thì nói là do người này làm không đúng ở kiếp trước thì kiếp này sẽ gặp điều không được tốt, hoặc là kiếp trước mình gieo trồng những phước đức, kiếp này mình được hưởng cái an lạc, những cái điều sung sướng may mắn. Thì con thì là Phật tử thì con rất là tinh sâu nhân quả và mình theo đó là một cái model để mình phải học hỏi, mình phải làm theo. Nhưng mà bản thân của cô là một người Phật tử thuần thành, cô tinh sâu nhân quả. Cô không làm những cái việc ác, ngược lại nỗ lực làm những cái việc thiện. Thì ngồi cái điều đó thì cô có nỗ lực trong cái khả năng có thể để khuyến khích những người khác cũng thực hành những lời dạy của Đức Phật, như là ba cái điều phúc mà Đức Phật đã khai thị đối với Hoàng hậu Vi Đề Hy hay không? Dạ thưa có hoa thượng. Thì con gặp người bạn bè hay những người trong gia đình mình cũng phải khuyên là không sát sanh, là mình ngoài không sát sanh ra mình phải phóng sanh, mình phải gieo trồng phước đức, mình phải giúp đỡ, mình phải thực hành nữa là niệm Phật, rồi mình phát tâm phát nguyện vãng sanh để mình có cuộc sống an lạc hơn. Cảm ơn cô. Và dĩ nhiên là cái việc mà cô thực hành như vậy nó khó khăn hơn đối với chư tăng. Cứ lấy một cái thí dụ, khi mà cô khuyên một người bạn nào đó hãy thực hành những cái điều lành, tránh xa những cái điều ác và thanh tịnh tâm thức của mình, thì cô có những cái khó khăn cụ thể nào hay không? Có những người có thể là họ nghe theo cái lời khuyên của cô, có những người nhiều khi họ nói là không, tôi không có cần đến những cái điều đó. Thì nếu khi mà cô gặp những cái trường hợp mà nó không có tội ý thì cô có buồn hay chả là cô có chán nản, cô bỏ cuộc, hay là cô vẫn tiếp tục để mà thực hiện những lời dạy của Đức Phật? Dạ thưa hòa thượng, con vẫn tiếp tục thực hiện những lời dạy của Đức Phật. Tại vì có những người, mỗi người có một quan điểm, và đôi lúc khi mình khuyên tại thời điểm đó họ chưa có ngộ ra, hoặc họ chưa có đủ duyên để họ tiếp nhận một cách nhanh chóng liên tục để mà thực hành những lời Phật dạy. Nhưng mà đến một cái duyên nào đó, đến một cái lúc nào đó, họ sẽ nhận ra được là họ phải nên thay đổi, hoặc là họ phải nên tu tập theo những lời Phật dạy. Thì mình một lòng một dạ mình tin thì mình sẽ đạt được cái kết quả an lạc toàn nguyện như trong cuộc sống. Thì theo của con là như vậy. Như vậy thì quá quý. Nhưng mà trong trường hợp nếu mà có một ai đó họ không cùng một cái đức tin, họ phản biện, hay là thậm chí họ có những cái lời lẽ mà nó
không có được lịch sự chắc. Thì cô có buồn, cô có nản hay kiểu là cô cảm thấy như thế nào đó hay không? Dạ thưa, làm người thì mình cũng có những lúc là bị sao lòng, dạ sao lòng và chạnh lòng, dạ buồn vì vì họ không phỉ báng hoặc là một hình thức nào đó thì thật sự cũng khó để mà được tất cả mọi người cùng đi theo một cái chân lý đúng như lời Phật dạy. Đúng rồi, yeah. Về chín người mười ấy, yeah. Mỗi người họ có một yeah. cái suy nghĩ mà họ nghĩ rằng là họ là đúng, yeah. Nghĩa là mỗi người có một cái đức tin tùy theo cái duyên của họ. Yeah. Yeah. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây chúng tôi muốn thưa là nói về đức tin thì nó cũng có nhiều loại. Thứ nhất là chánh tính, thứ hai là tà tính, thứ ba là thành tính, thứ tư là mê tính và thứ năm là cuồng tính. Yeah. Thì trong năm loại đó chúng ta chọn loại nào? Dĩ nhiên ở trong Đạo Phật thì thưa quý vị, Đức Phật dạy là chúng ta phải chọn cái niềm tin mà Ngài dạy là chánh tính. Niềm tin đó là niềm tin đúng với chánh pháp. Niềm tin đó được soi sáng bởi trí tuệ. Chứ không phải là do cái cách mà chúng ta suy diễn nó không đúng với sự thật. Rồi chúng ta cứ nghĩ rằng là những gì mà chúng ta suy nghĩ là những điều hoàn toàn phù hợp với chân lý. Rồi chúng ta bám vào đó để mà xây dựng cái đức tin của mình. Cái điều đó là cái điều mà thưa quý vị hoàn toàn sai. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, thưa quý vị, Đức Phật dạy rằng là chớ tin vào cái tâm của các ông cho đến khi nào mà các ông đã chứng được quả vị A-la-hán thì hãy tin vào cái tâm của mình. Còn bây giờ thì cái tâm của chúng ta không phải là chúng ta sống bằng cái chơn tâm, bằng Phật tánh mà bằng vọng tâm. Đôi khi nó đánh lừa mình. Cứ lấy một cái thí dụ cụ thể đi. Khi mà chúng ta gặp một ai đó có những cái lời lẽ không lịch sự, hủy báng, chụp mũ, xuyên tạc, thì tâm thức của chúng ta ra lệnh cho chúng ta hãy tấn công, hãy phản ứng, phải nói cho thật nặng để mà trả thù. Nếu mà chúng ta nghe cái lời xúi dục bởi những cái phản ứng xuất phát từ cơn giận dữ, hoặc giả là nói một cách nhẹ nhàng hơn, từ những cái sự bất tội nguyện, bất tội ý, rồi chúng ta đùng đùng nổi giận, có thể là đập bàn, đập ghế, có thể là rút súng, có thể là giác dao để mà chém, hoặc giả là tuôn ra những cái lời lẽ rất là ác độc. Mà mình nghĩ rằng phải nói cho thật độc như vậy nó mới đã, mới làm cho người kia cay đắng vân 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 vân. Tất cả những cái đó thưa quý vị nó không mang lại cái lợi ích gì, ngược lại nó tạo ra vô số phản cảm, vô số thù hận, để lại một cái hậu quả rất là xấu ác với một cái thời gian rất là lâu dài. Và nói một cách khác là chúng ta phải trả một cái quả báo rất là đau khổ vì những cái phản ứng, những cái hành động không có thiện, không có tốt của chúng ta. Cho nên đừng tin vào những cái tâm ý khi chúng ta chưa phải là một bậc thanh tăng, một bậc đại giác. Đó là cái điều mà Đức Phật đã dạy chúng ta trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Thưa con cảm ơn Hòa Thượng. Kính thưa quý khán thính giả, rất tiếc thời lượng của chương trình đến đây đã hết. Kính mong quý vị tiếp tục theo dõi chương trình ở những show tiếp theo của chương trình Sống Đời Sống Phật. Nếu quý vị có những ý kiến đóng góp hay những thắc mắc gì cho chương trình, và những gợi ý đóng góp hay những câu hỏi Phật Pháp cho chương trình được tốt hơn, kính mong quý vị được hoan hỷ liên lạc về Chùa Điều Ngự và Chùa Diệu Pháp, số điện thoại hiện trên màn hình. Kính chúc quý vị được vô lượng an lạc. Dạ, cảm ơn Hòa Thượng. Hòa Thượng chúc Hòa Thượng được Phật về trang nghiêm. Dạ, xin cảm ơn cô, xin kính chúc cô được vô lượng an lạc và kính chúc đại chúng Phước về trang nghiêm, Bồ Đề Tâm tăng trưởng. Dạ, ai gì đó. Xây tương thân tình trong đạo Phật tuy khác màu.